Đầu tiên chúng ta hãy cùng chào đón Voi Come On 40 tuổi đến từ xã Crong Na do Nài Vui Y Gai Bơn Giá điều khiển. Chủ voi là ông Y Thốt Cần Đôn, Buôn Erong B, xã Crong Na. 37 tuổi đến từ xã Crong Na do Nài Voi Y Hai Nie điều khiển. Tiếp theo chúng ta hãy cùng chào đón Voi Ở Khôn, 51 tuổi, đến từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xuất nhập khẩu 2 tháng 9 Đắk Lắk, chi nhánh du lịch và khách sạn do Nài Voi Isanop Bơ Cờ Rông, trung tâm du lịch Cầu Tre Buôn Đôn điều khiển. Voi Ở Khôn với dáng vai nhỏ nhắn, tính tình hiền lành, đi nhanh, có thể quỳ, đạt giải nhì trong các mùa lễ hội và đạt nhiều thành tích trong các hoạt động của địa phương. Xin cũng đã đạt nhiều thành tích trong các hoạt động của địa phương và thành tích trong các mùa lễ hội. Xin nhiệt liệt hoan nghênh. Thưa quý vị và các bạn, chương trình khai mạc hội Voi Buôn Đôn năm 2023 xin được khép lại tại đây. Kính chúc quý vị sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Xin mời hai đội, xin mời đội xã Even gặp Liên Quan Văn Nguyệt.